A Di Đà Phật. Chị Quỳnh ơi, hôm mùa dịch đó là chị có hỗ trợ đây cho cái gia đình anh chị này, là gồm cho ba đứa cháu ha. Ngày hôm nay cho ba bịch cho gia đình này, cho hai anh chị này á, để hỗ trợ cho ba cháu. Cảm ơn đoàn dân qua Hữu Thiện. Rồi, A Di Đà Phật nghe, Mô Phật. Có nghĩa là cháu mới phát hiện hả? Có nghĩa là bấm cháu có bị nhiễm không? Không. Dạ, dạ, không có bị nhiễm hả? Mà nó bị lao phổi hả? Không có đưa đi điều trị. Ở đây nè. Em đang tiểu bệnh viện quận 6. À, đang điều trị tại bệnh viện quận 6 hả? Dạ rồi. Rồi có gì thông tin thì em sẽ báo cáo cho ha. Rồi, A Di Đà Phật nghe. À, cái trường hợp này là của anh này là hiện tại giờ là em cho ảnh là hai bịch sữa nha chị Quỳnh. Tại ảnh có đứa con gái ha. Nó bị bệnh gì anh? Lao phổi hả? Hiện tại giờ cháu đang ở đâu? A Di Đà Phật. À, nay là ngày 5 tây tháng 11 năm 2021. À, em trước tiên là cảm ơn đoàn dân qua Hữu Thiện đã đến đây tặng quà cho sữa cho các cháu trong cái dịp mà mùa dịch đó, đang vẫn còn khó khăn. Rồi cảm niệm công đức của đoàn dân qua Hữu Thiện và quý mạnh thường quân đã chia sẻ yêu thương ở đây cho bà con và cho mấy em bé, mấy trẻ em này ha. Rồi A Di Đà Phật, Mô Phật. Rồi nhận đi con, A Di Đà Phật con à. A Di Đà Phật đi con. A Di Đà Phật. À, Mô Phật. Rồi đi đi. Đi đi con, đi trước nè, đi trước đi. Rồi, tới bố bố. Đây. Qua đây. Phán phán nó giùm con đi bố. Đây. Kìa, đây, phán phán. Mô Phật. Mô Phật. Rồi.